Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaia chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đăng. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa mà mỗi người chúng ta luôn được nhắc nhớ về mầu nhiệm nhập thể làm người của Con Chúa. Trong tâm tình của những người con đang mong đợi Chúa đến và hiện diện với chúng ta, và nhất là trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống mà có lẽ sự hiện diện của Chúa đã bị mờ nhạt đi trong mỗi con người, cũng như trong thế giới được gọi là hiện đại hôm nay. Làm cách nào để có Chúa luôn đồng hành với chúng ta đây? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ba bài đọc trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng mà giáo hội cho chúng ta nghe mời gọi mỗi người chúng ta hãy quay về lại với tình yêu của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaia chương 40 cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà Thiên Chúa đã trao ban cho dân tộc Do Thái sau thời lưu đày tại Babylon, bằng sự tha thứ không điều kiện về những tội lỗi mà họ đã làm. Thiên Chúa đã không trách, mà lại ban cho họ một cơ hội mới, một hy vọng mới, một con đường mới để trở về với Ngài, vì Ngài muốn tiếp tục đồng hành và chăm sóc con cái của Ngài. Phải chăng, dù loài người chúng ta có làm lỗi gì, nhưng nếu chúng ta biết ăn năn hối cải, biết quay đầu trở lại, biết cố gắng đứng lên sau những lần vấp ngã và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đối với Chúa thì không có thời gian, vì Ngài là khởi nguyên và cũng là cùng đích. Vì những gì Ngài đã hứa thì Ngài sẽ không bao giờ quên. Điều quan trọng là chúng ta có trung thành với Ngài đến cùng hay không mà thôi. Đôi khi chúng ta thấy Chúa thinh lặng trước những nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt chúng ta, trước những tội lỗi mà con người đang phạm đi phạm lại, từ thế hệ này đến thế hệ kia, nhưng vẫn không thấy có một sự trừng phạt thỏa đáng nào. Không đâu, thưa quý ông bà và anh chị em, vì Thiên Chúa đang và luôn kiên nhẫn đợi chờ sự ăn năn thống hối của con người. Vì Ngài đã tạo dựng mọi thứ đều tốt đẹp ngay từ đầu, và Ngài không muốn phải mất đi. Ngài muốn cứu tất cả, nhưng chỉ có chính con người muốn tự hủy hoại những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm, như chúng ta cũng đã được nghe trong bài đọc thứ hai, trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Nhưng rồi tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Chính vì lẽ đó mà từng giây phút trong cuộc đời, chúng ta luôn được mời gọi hãy bắt đầu trở lại. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến
bằng việc chăm lo cho đời sống tâm hồn. Đó chính là con đường đích thực mà Thiên Chúa đã ban và hoạch định cho mỗi người. Nhưng biết bao lần trên con đường đời của chúng ta đã tự rẽ lối để đi theo hướng riêng của mình, tạo cho mình một con đường riêng biệt với những núi đồi của tự cao, của ganh tị, của tham vọng vô đáy. Chúng ta tạo nên những khúc quanh co cho riêng mình qua sự dối trá, không thành thật với Chúa cũng như với nhau và ngay cả với chính bản thân mình. Rồi sau đó lại tiếp tục làm nên những hố sâu của sự đố kỵ, của sự chiếm đoạt, và rồi chà đạp lẫn nhau, quên đi giá trị của con người, giá trị của cuộc sống và đánh mất cả lương tâm. Làm như vậy thì làm sao Chúa có thể đến với chúng ta? Làm như vậy thì làm sao chúng ta có thể đến với nhau được? Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta biết dừng lại, biết sửa đổi, biết quay về lại với con đường thiêng liêng mà Chúa đã dự định cho mỗi người, để rồi chúng ta được ơn tha thứ, để được cứu rỗi, để được cảm nghiệm hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa qua chính con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian đang có, cũng như những phương thế mà Chúa ban cho mỗi người, nhất là trong thời gian mùa vọng này, để chúng ta nhìn lại tâm hồn của mình, nhìn lại đời sống hàng ngày của mình một cách sâu sắc hơn, và trên hết là biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, hầu xứng đáng chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng sinh sắp đến. Amen.